ăn cá ăn. Đổ má lại cá nóc rồi. Ôi ôi. Cá nóc phải à, đi ăn thế. Nặng thế. Vất vả đấy. Nó ngoài này toàn cá to không à. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sấy sấy sấy. Nóc nóc ăn mất nữa hả? Nóc ăn à? Cá nóc rồi. Cá nóc, cá nóc, cá nóc. Ui giời ơi. Phải mở cái đũa mới được. Dính nhau rồi. À, mệt ghê á. Má dính dây. Không có cần này, trước khi đi là em phải kiểm bùa mà. Chứ đâu phải tự... Làm phép đó chứ. Phải có thầy có thợ chứ. Thầy nào đâu chỉ. Má chạy ghê thế. Không phải nắp thì là con cá đồng kéo to đấy. Nãy sáng giờ được có 3 con, lấy đồ chục con. Các chú cứ làm như là anh là... Cứ làm như anh là dã cào á. Đồ cá sơn thì kinh ấy.
ngồi là phải mua tắm, lưỡi phải có 500 nó mới ăn. Con này chưa to, nó còn to hơn. Khó. Sẽ cào này, hơi luôn mấy ghe câu luôn.